Rồi, hello, xin chào các anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị và bạn đã quay trở lại kênh của Toàn Lưới. Thì tiếp tục cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các anh chị thêm một cái cách để mà mình bắt đầu đan một cái tấm lưới dây thần trang trí như thế nào. Thì trong cái video vừa rồi, Toàn Lưới cũng có chia sẻ đến cho các anh chị một cái cách bắt đầu để đan một cái tấm lưới. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm một cái cách nữa. Thì cái cách này nó cũng tương tự giống như cách kia, nhưng mà nó có chỉ có khác nhau cái đoạn cái mình làm thế nào để cho cái dây nó nằm cố định cho mình dễ dễ thao tác ha. Thì để xem cái cách này nó khác với cách vừa rồi như thế nào. Mời các anh chị và bạn cùng theo dõi cái clip của Toàn nha. Thì đầu tiên mình cũng sẽ chuẩn bị một cái cuộn dây. Ngày hôm nay mình sẽ thi phạm trên cái dây là bốn, cũng là 4 ly luôn. Đó. Mình sẽ đan một cái lưới là 8 cm, dùng cái cỡ hôm trước nè, đây là cái cỡ 8 cm đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy dây ra nha, vòng qua. Mình vòng qua để mình tạo cái điểm cố định cho cái lưới nha. Vòng qua đây luôn, xỏ xuống đó. Đó, mình tạo thành một cái móc như thế này cho nó cố định cái dây luôn nha. Rồi, để tạm thời mình để con này đi. Đó, vòng qua nha. Đó, mình canh đúng cái cỡ lưới của mình thôi, 8 cm. Đó, vòng qua nha. Đây, vòng ra sau, xỏ lên trước, gấp lại nó thì cái đây nha. Dòng ra sao đây nè, mình xỏ từ trên xỏ trước, gấp lại nó thì nó sẽ cố định cái điểm này. Tiếp tục ha, dòng qua đây, dòng lên xuống, xỏ qua, mình canh cái ô lưới cho nó vừa nha. Và tiếp tục dòng xuống, dòng lên, mình nhìn ở đây, dòng ra sao, xỏ tiếp trên xỏ xuống. Chỗ này mình siết cho nó chặt nha. Đây ha, mình canh cái chỗ này nó mình siết vô cho nó chặt nha. Rồi, mình sẽ làm thêm một vòng nữa nha. Vòng được. Siết qua đây. Chuẩn bị bốn cái đầu này thì giờ mình đan thôi, cũng dùng cái cỡ nha. Rồi bắt đầu mình đan, mình đưa cái cỡ vô, luồn từ dưới luồn lên, luồn lên đúng không, xiết lại. Cách này thì nó sẽ dễ hơn là cái cách đầu tiên. Ở đây mình cũng dịnh cái đầu dây này lại, mình vòng cái dây này qua đây, bắt đầu mình luồn luồn vào cái ô này. Mình dịnh đây ha, dịnh nó cái đầu dây này siết không, siết mình lên, chỉnh cái nút lưới lên cho nó đẹp tí xíu. Để mình quay gần cho nha.
Cái dây dài quá, cắt bớt rồi. À, đầu tiên xong, tiếp tục nha. Dùng dây luồn từ dưới nè. Mình dịch lại. Dạ. Rồi lấy cái tay giữ cái đầu này lại. Dòng cái dây này qua đây. Đó. Luồn qua đây, móc từ dưới móc lên. Sau khi nó xịt lại không tiếp tục dòng dây qua đây luôn luôn vô cái dòng thứ ba nè đó gạch lại không giữ cái đầu dây dòng dây qua đây luôn này dòng lên xịt lại tiếp tục ha dòng qua đây luồn qua đây gặp lại cái này mình có thể chỉnh cho nó vô cũng được đó. Giữ ngay đầu này đây xuyên lại đó, xuyên lại đó, rất là đơn giản anh chị đó, giờ cho nó nằm vậy đi không thả ra giờ mình đi tiếp cái hàng thứ hai mình làm như vậy. Nhưng mà cái này mình sẽ đi ngược, nó hơi ngược tại tí nha. Đây, luồn từ dưới luồn lên, móc. Cái đầu tiên. Nãy mình làm là từ bên bên mình đang từ bên trái sang bên phải, bây giờ mình đang ngược lại. Đó. Ngược lại. Dòng qua đây. À. Xíu lại. Ừ, hơi cuốc ra ha. Lùi camera ra xíu. À. Đây, đây. Dòng xuống đây móc lên câu tiên hàng mình cũng ghi mình bịch cho nó bằng nha rồi dòng qua đây móc qua đây kéo xuống rồi tiếp tục dòng qua đây kéo lên giữ đây dòng qua gặp lại nào dầm xuống móc ở đây bịt lại thay giữ ngay đầu này nhầm qua bịt lại xong rồi bắt đầu mình đang ngược lại thôi từ trái qua phải cũng vậy thôi. Ừ. Dòng qua nghịch lại xoay cái lưới qua đây xỏ tới bên đây nghịch qua đó. Rồi rất là đơn giản đúng không anh chị và bạn. À, cái video chia sẻ mình đến đây là kết thúc. Nếu các anh chị và bạn thấy cái cách này hữu ích cho mình xin một like nha. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những cái video mà mình chia sẻ. Cảm ơn các anh chị và bạn đã theo dõi video của Toàn Lưới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.